Những ngày qua, với tình hình mưa gió diễn ra ở khắp các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, nhiều người lo ngại về việc tăng giá của các loại rau củ, trong đó giá rau xanh về các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh đã có xu hướng tăng do ảnh hưởng của mưa kéo dài. Từ một tuần nay, giá cải múi dưa nhập sĩ đã tăng 10.000 đồng một bó, bông cải xanh có giá 70.000 đồng một ký, bông thiên lý tăng từ 8 đến 10.000 đồng 100 gram lên 17.000 đồng 100 gram, rau muống 15.000 đồng một ký, dưa leo từ 15.000 đồng một ký lên 20.000 đồng, rau xà lách cũng tăng từ 5 đến 10.000 đồng, dao động mức 45.000 đồng một ký đối với hàng nguyên cây. Riêng loại xà lách búp của Đà Lạt có giá từ 50 đến 55%, bí xanh lên mức 40.000 đồng một ký. Ông Đoàn Thanh Dũng, chủ nhiệm hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ rau an toàn xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết. Hơn 10 ngày nay, giá rau xanh thay đổi thất thường theo chiều hướng tăng cao, tính chung mỗi loại phải tăng từ 2.000 tới 3.000 đồng một ký.